bắt gặp một em đầu kéo phao bên Trung Quốc. Chiếc đầu kéo phao này thì được độ rất là nhiều đèn đóm này. Đầu kéo phao là một trong những chiếc đầu kéo được ưa chuộng hàng đầu Trung Quốc, và bên em cũng đang bán đầu kéo phao này tại Việt Nam.